Người cao tuổi ở nước ta đang phải đối mặt với nhiều bệnh tật như tăng huyết áp, đái tháo đường, tai biến mạch máu não, ung thư, thoái hóa khớp. Điều đáng nói là hệ thống chăm sóc sức khỏe cho bộ phận dân số này vẫn chưa phát triển tương xứng. Nhiều bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh còn chưa thành lập được khoa lão khoa. Còn ở tuyến y tế quận, huyện và xã phường, việc xây dựng phòng khám, phát triển lực lượng bác sĩ chuyên khoa cho người cao tuổi càng hạn chế. Thuốc thì nó còn hạn chế. Cái thứ hai là nhân lực cũng chưa đáp ứng, bởi vì 23.000 dân mà chỉ có 10 biên chế chính thức thôi. Bà Trương Thị Liêm, 80 tuổi, bị đau khớp gối đã nhiều năm nay. Dù ở cách thành phố Long Xuyên không xa, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, bà chưa bao giờ được đến bệnh viện đa khoa thành phố hay bệnh viện trung tâm của tỉnh để kiểm tra khớp gối. Có cái bệnh này mình không có muốn sống làm chi, sống thì khổ quá, không có tiền có bạc đi mà khám bệnh này kia nó khổ. Bệnh tật kéo dài khiến người lạc quan như ông Tho cũng cảm thấy cuộc sống bế tắc. Tâm trạng bi quan, chán nản càng làm cho tinh thần của ông ngày một sa sút. Không có màn gì được nữa, đóng cái dinh cũng đâu được, mày leo cái nóc nhà mà đâu được, trồng cây đu rồi lên cao hái cũng không được, phải trọt thôi, tay đủ rồi đó cũng mới có ăn. Bệnh tật, buồn chán, lại không được chăm sóc y tế tốt là những nguyên nhân chính khiến người cao tuổi nước ta có chất lượng cuộc sống kém. Thực tế cho thấy, nếu sống vui, sống khỏe, người cao tuổi vẫn có thể tiếp tục tham gia lao động với những công việc vừa sức, góp phần tạo thu nhập cho gia đình. Người cao tuổi cũng là nhân tố tích cực, là hạt nhân quan trọng trong các hoạt động xã hội từ thiện. Các bậc cao niên góp phần không nhỏ gìn giữ và lưu truyền những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, là nền tảng cho xã hội phát triển.